Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhi 25 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bầm tím khắp người do bị bạo hành. Người bị nghi ngờ có hành vi đánh đập cháu bé chính là bà ngoại và trong chiều nay thì người bà này đã thừa nhận hành vi của mình. Nạn nhân là bé Khương Minh Khôi, ngụ ở xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, nhập viện vào ngày 6 tháng 12 trong tình trạng lơ mơ, bầm tím hai bên mắt, hai bên đùi và cẳng chân, phù nề vùng trán, xây sát ra vùng ngực và có dịch ổ bụng. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã tiến hành khám, truyền dịch, tiêm kháng sinh, giảm đau, đồng thời cử bác sĩ liên tục theo dõi tình trạng của bé. Sau 2 ngày điều trị thì cho bé nó tiến triển nó tương đối tốt, cháu nó có cái tình trạng là cháu nó tỉnh hơn, thiếu máu thì nó bớt. Nhưng mà cháu nó còn cái bụng nó còn trướng, nó có dịch ổ bụng nhiều. Thì sau khi hội chẩn các cái chuyên khoa, chúng tôi nghĩ là sờ một cái dập ruột nên chuyển cho cái chuyên khoa sâu ở Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ để người ta điều trị nó sau chuyên khoa sâu nó tốt hơn. Sau 2 ngày điều trị, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Khôi đã tạm ổn định. Tuy nhiên, bé vẫn phải nằm điều trị, theo dõi thêm nhiều ngày nữa. Khi vào thì tình trạng của bé thì nó cũng còn tương đối nặng, là bụng nó đã thở ầm ập, nhịp thở tức 50 lần một phút. Và các cái bụng chân tay rồi thì nó đau, nhưng mà sau khi mà vào đây chúng tôi đã hồi sức thì bệnh nhân tương đối là tích cực. Thì đến sáng hôm nay thì cái tình trạng của bé là nó cũng tương đối ổn định. Công an huyện Giá Rai sẽ tiến hành lấy lời khai của bà ngoại của cháu là Thạch Thị Sương và mẹ bé Khương Minh Khôi. Bà Sương cũng đã bị đưa về công an huyện Giá Rai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. Theo một số nguồn tin thì vào ngày 6 tháng 12, trong lúc chơi đùa, bé Khôi làm vỡ chai dầu gió của bà Sương và bị bà này dùng tay đánh vào người, bôi dầu gió vào hai mắt của bé. Theo quan sát thì hiện tại, ngoài những vết thương mới, trên người bé Khôi còn có những vết sẹo cũ. Theo em Khương Thảo My, 17 tuổi, chị ruột của bé Khôi hiện đang chung sống cùng nhà bà Sương, thì bé Khôi đã bị bà ngoại hành hạ nhiều lần, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này.